Xin chào các bạn, đây là vườn bạch tuyết mai nhà mình nhé. Bây giờ là tháng 3 rồi, thì đợt Tết đã cắt những các cái cành ra hoa, thì bây giờ nó lên mầm rồi. Đây là cây mai có quả đây. Để các bạn có thể thấy quả. Đây nhá. Quay hẳn quả luôn này cho các bạn xem. Đấy, không các bạn lại bảo là mình cắm vào. Đây là quả của cây mai nhá. Cây mai này nói chung là mình bốn mẹ mình là 70 tuổi mà chưa bao giờ nhìn thấy quả cây mai này đâu. Bây giờ nó có quả cực kỳ là hiếm có đấy ạ. Mấy khi quả lên được ăn thử chứ cũng ăn nó vị như vị của mận trong nó có nhiều cái này. Đây, đây là cái quả mai đây. Mình chặt xuống ấy. Quả này nó đã chín héo rồi. Quả mà thì nó tròn và nó đỏ. Đây là trong nó có hạt như này. Hạt này nó giống hạt mơ, hạt mận ấy, nhưng mà nó nhỏ hơn. Hạt này chắc là trồng nó cũng nở cây. Okay.